Saigon Time News. Hôm nay đã là 24 Tết âm lịch và chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ chính thức bước qua năm mới Tân Sửu. Không khí Tết tại thành phố Hồ Chí Minh đang tràn ngập từng con đường góc phố, dễ nhận thấy nhất là tại các khu chợ với lượng người mua sắm tấp nập và hàng hóa nhiều hơn, đậm màu sắc của năm mới. Saigon Time News hôm nay mời quý vị cùng ghé thăm các khu chợ Tết để xem người dân ở Sài Gòn mua sắm Tết Tân Sửu ra sao và có gì thay đổi sau một năm với nhiều tất bật. Hàng về chợ đầu mối Thủ Đức tăng gấp đôi dịp cận Tết. Là một trong ba chợ đầu mối lớn của thành phố Hồ Chí Minh, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức kinh doanh chủ yếu các mặt hàng nông sản và trái cây. Đại diện ban quản lý chợ cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà kế hoạch sản xuất của nhiều địa phương có sụt giảm. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng quá nhiều đến nguồn hàng và giá cả thị trường. Vào ngày thường, lượng rau củ quả và trái cây về chợ trung bình hơn 2.000 tấn. Nay là thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, lượng hàng về chợ mỗi đêm đều tăng. Cụ thể, rau củ tăng lên 3.000 tấn một đêm, trái cây dao động 4.000 tấn một đêm. Các ngày 26, 27, 28 âm lịch, tùy sức mua, có thể tăng thêm. Về giá cả, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dự báo sức tiêu thụ có thể giảm, nên giá nhiều loại trái cây như bưởi, xoài, thơm, quýt, dưa hấu về chợ giảm từ 10 đến 25% so với Tết năm ngoái. Điểm đáng chú ý của chợ Tết năm nay là tất cả các phương tiện xe ra vào chợ đều được khai báo và kiểm tra y tế nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho các chợ và các cơ sở kinh doanh. Nhờ đó, công tác phân phối hàng hóa mùa cao điểm sắm Tết được ổn định hơn. Hiện tại thì Ngọc Dung đang có mặt tại chợ Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Vào những ngày giáp Tết như thế này thì các chợ truyền thống đông đúc từ sáng cho đến chiều, lượng hàng hóa đổ về tấp nập và sức mua bán cũng tăng cao hơn so với ngày thường. Các tiểu thương tại chợ Tân Định cho biết họ đã bắt đầu nhập hàng thực phẩm bán Tết từ sau 20 tháng Chạp. Tuy nhiên, do lo ngại chợ Tết ế vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng hàng nhập về khá dè dặt. Một tuần trước Tết, giá bán các mặt hàng thịt gà và hải sản vẫn ổn định. Riêng giá thịt heo đã tăng từ 10 đến 15% so với tháng trước. Cả hàng Tết thì nó ổn định chị, nhưng mà số lượng chắc cũng giảm nhiều, tại vì do cái ảnh hưởng của cái dịch Covid-19 á, thì số lượng người mua với lại chắc là có lẽ là sẽ giảm một tí so với năm ngoái và trước khi mà bùng phát dịch. Giá cả thì sẽ có một chút xíu biến động, là hàng Việt Nam thì như mỗi năm thôi. Chị biết mà trái cây thì tất nhiên là phải biến động, không riêng gì trái cây mà tất cả các mặt hàng, bánh kẹo đồ này nọ, nhu yếu phẩm đều có sự biến động nhẹ, chắc chắn là có nhưng mà không nhiều. Giá các mặt hàng rau củ tương đối ổn định, không có biến động thiếu nguồn cung hay tăng giá đột biến. Tiểu thương cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid nên lượng khách đến chợ truyền thống dịp Tết này đã giảm đi rất nhiều. Tuy vậy, các tiểu thương vẫn tăng cường thêm kênh bán hàng, tức ngoài mở sạp ở chợ, họ tích cực nhận đặt hàng và giao hàng tận nơi cho khách. Một trong những khu chợ sôi động, nhộn nhịp và rực rỡ những ngày cận Tết này đó chính là chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đây chính là điểm tập kết và phân phối hoa tươi sang nhập khẩu từ các tỉnh và phân phối đi khắp thành phố. Những ngày giáp Tết, nhất là sau ngày ông Táo về trời, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10 như khoác tấm áo mới lộng lẫy hơn những ngày thường. Chợ hoa hoạt động cả ngày lẫn đêm. Từ đầu giờ sáng, hoa từ các tỉnh miền Tây và Đà Lạt được chở về đây. Các cửa hàng nhận hoa, đóng gói và phân phối. Năm nay, các loại hoa cúc, hoa ly, hoa lan, vạn thọ, đồng tiền, cát tường vẫn là chủ lực. Giá cả không tăng so với trước Tết một tháng. Dạ, em chào chị. Thưa chị, thì để cho các cửa hàng hoa được đa dạng màu sắc như thế này, chị đã chuẩn bị thị trường hoa của mình cho dịp cận Tết như thế nào ạ? Thường thì là đầu tháng 12 là mình bắt đầu mình đặt hoa. Và ngày khoảng từ ngày 13 đến 15 là mình đã nhập các loại hoa về rồi. Là mình bán đến 30. Về giá cả thì năm nay là giá mặt bằng chung như thế nào và có cái điểm nào đặc biệt là giá nó thấp hơn hoặc là giá cao hơn thì chị cũng giới thiệu sơ sơ về điều đó. Nói chung năm nay thì là cũng một năm kinh tế nó cũng không có được phát triển lắm á. Thì nên là giá thì bây giờ là y như giá bình thường. Tới thời điểm hiện tại là chị nhà vườn cũng bỏ cho chị cũng nhỉnh hơn một tí thôi. Còn chị là bán giá bằng như giá ngày thường, không có giá ngày Tết. Theo chị thì chị kỳ vọng về cái thị trường kinh doanh hoa Tết năm nay như thế nào? Thì chị cũng hy vọng là mọi người cũng có ăn Tết, cũng có thiên hoa.
thì chị cũng mong là mình sẽ mang tới được những cái hoa cho mọi người để trưng Tết. Chợ Tết thành phố Hồ Chí Minh sẽ thiếu đi nét hấp dẫn nếu không có sự hiện diện của các loại nông sản, trái cây tươi độc lạ do các nhà vườn ở khắp tỉnh thành mang về thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng xem những trái cây tươi độc lạ trong chợ Tết thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Dưa hấu thổi vàng tại vườn có giá bán từ 1 triệu đến 3 triệu đồng một cặp. Người trồng dưa hấu ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, dưa hấu hình thỏi vàng năm nay đã được các thương lái đặt mua hết. Giá bán mỗi cặp dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Dù giá cao hơn gấp nhiều lần so với dưa hấu truyền thống, nhưng quả dưa hấu màu vàng được tạo hình thỏi vàng thực sự rất độc đáo, khiến bất cứ ai vừa nhìn thấy cũng muốn mua về chân. Cầu mong cho năm mới được sung túc và may mắn. Dưa lưới khắc chữ giá 400.000 đồng một cặp. Cũng tại Đồng Tháp, nhà vườn giao dưa lưới cho người mua đã được vài lượt. Giá bán một cặp dưa lưới có khắc chữ tại hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự là 400.000 đồng. Năm nay, hợp tác xã này cung cấp 4.000 trái dưa lưới sạch, trong đó có 300 cặp khắc chữ tài, lộc, phú quý. Cùng với đó là các logo họa tiết theo ý khách hàng. Còn giá bán mỗi ký dưa lưới Tết là 50.000 đồng. Việc thu hoạch sẽ được kéo dài đến 28 Tết là dứt điểm. Xoài điêu khắc hút khách mua. Trong dịp Tết này, một nhà vườn ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã chuẩn bị gần 1.000 trái xoài in chữ thư pháp với 3 mẫu chữ vàng, xanh và đỏ để cung ứng cho thị trường. Dù giá xoài in chữ thư pháp có giá cao gấp 5 đến 7 lần so với những trái xoài thường, nhưng thị trường vẫn ưa chuộng vì màu sắc và chữ trên trái hoàn toàn tự nhiên, tạo ra từ phản xạ ánh sáng, chứ không in màu hay hóa chất, nên sau khi chưng vẫn có thể đem ra ăn riêng xoài bình thường. Với các loại trái cây điêu khắc chữ trưng Tết, dù giá có đắt hơn một chút, nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn tìm mua với quan niệm mang về may mắn trong năm mới.